Sáng 7 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, hiện Sở đã có con số cuối cùng về số du khách đang còn mắc kẹt tại thành phố, đăng ký về quê. Theo đó, có đến 1.691 du khách, chủ yếu ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đang mắc kẹt tại Đà Nẵng, không kịp lên các phương tiện vận tải rời thành phố trước 0 giờ ngày 28 tháng 7, thời điểm Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, sở dĩ tổng số du khách còn mắc kẹt tăng đến vậy là do nhiều người ở nhà người thân, người quen tại Đà Nẵng chưa được thống kê hết trước đó. Khi biết thông tin được về quê, rất nhiều người đã tham gia đăng ký. Hiện Đà Nẵng đã gửi văn bản cho Bộ Giao thông Vận tải và hai địa phương là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ trên tổng số du khách Đà Nẵng báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét cấp phép bay và chỉ đạo Cục Hàng không các công việc liên quan. Ngoài ra, Đà Nẵng đang chờ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hồi đáp văn bản hướng dẫn công tác phối hợp theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hai địa phương này cũng đã lên phương án đón người về. Sau khi có thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải và hai địa phương mới biết được chi tiết giờ bay, chuyến bay thế nào.